Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy. Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy. Vâng, xin giới thiệu. Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy. Và đôi vận động viên áo đỏ chính là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Hải của Tuấn Sơn. Người phát cầu trước, trận đấu bắt đầu. Tuấn Anh phát cầu, Lê Văn Tú nhận cầu. Vâng, ngay lập tức một pha đánh đến cầu trong sân. Hai pha ghi điểm liên tiếp của Huy Tú. Thì lát nữa thì anh sẽ tác tên của Lâm vào nha. Một lần phát cầu rất khéo léo của thầy Hà. Ngay sau đó thì Tuấn Nghĩa có một pha bắt lưới rất nhanh. Điểm 3-2, Lê Văn Tú phát cầu. Một pha cầu rất hay. Ok, em xin cảm ơn anh Hùng. Xin chào mọi người. Anh Hùng là một trong những streamer cầu lông hàng đầu của Hà Nội nha. Trong thời gian tới, Hoàng và anh Hùng sẽ liên tục stream các trận đấu cầu lông phong trào tại Hà Nội cũng như là miền Bắc. Mong mọi người hãy ủng hộ cả mình và anh Hùng nha. Anh Hùng là một người rất tận tâm và nhiệt huyết với cầu lông. Mọi người hãy mong mọi người hãy ủng hộ Hoàng và anh Hùng trong thời gian sắp tới. Bốn ba, Tuấn Anh phát cầu. Xin chào Quốc Học, giới thiệu với mọi người Quốc Học chính là một thành viên trong team của mình và anh Hùng. Quốc Học là hiện đang là tay vợt số 1 của tỉnh Phú Thọ. Vừa rồi thì Quốc Học đã giành được giải nhì lớn nam nâng cao giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô. Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ livestream này nhé, để cho tất cả các lông thủ đam mê cầu lông có thể xem được trận đấu này. Trận đấu có trận đấu chuyên môn rất cao. Một pha cầu rất may mắn của Huy. Cầu leo lưới rất khó đỡ. Ok, đối bên kia là thầy Tuấn Anh và thầy Hải nhé. Một pha cầu bắt lưới rất nhanh của Hải. Ok, sân cua, đấy chính là anh Huy đấy. Cầu trong sân, đánh lưới tốt của Lê Văn Tú. Lại là một pha phát cầu tốt của Lê Văn Tú. Điểm 6-7. Cầu ngoài rồi, điểm số đã được quân bình, 7 đều.
Cuối chương nhận. Ngay sau khi con Bình được đứng điểm số thì đôi Tuấn Huy đã mất điểm 8-7 cho Tuấn Anh. Đã là một pha cầu leo lưới rất may mắn. Còn một thông tin nữa mình xin cung cấp cho các bạn là Quốc Học là một người sẽ làm những video, là một người làm những video dạy cầu lông, dạy những kỹ thuật cầu lông. Cho nên bạn nào muốn học cầu lông cũng như là chỉnh sửa kỹ thuật của mình, hãy lên trang YouTube của họ, hãy đón xem những clip của họ trên Facebook cũng như là trên YouTube nha. Đập cầu rất đáng tiếc của Lê Văn Tú, cầu đi vào lưới mất rồi. Tỷ số lại được quân Bình 9-0. Ok. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hùng. Nếu như các bạn có nhu cầu, có đam mê muốn học cầu lông, muốn sửa kỹ thuật cầu lông thì hãy truy cập kênh YouTube của anh Nguyễn Văn Hùng, chính là Sport Hùng Badminton. Cầu rất dai dẳng, cực kỳ gần đỉ của Tuấn Huy. Cùng quay trở lại một trận đấu nữa. Một pha đập cầu dọc biên nhưng ngoài sân. Tuấn Huy ra cầu, điểm 11 đều. Một pha đánh cầu ngon. Lê Văn Tú đã chớp lấy thời cơ và ghi điểm. Ok Lâm nha. Nếu như muốn đi quay giải thì hãy liên hệ anh Nguyễn Văn Hùng hoặc là anh. Thì ta sẽ có một team để đi livestream các giải đấu phong trào cũng như là các giải đấu chuyên nghiệp tại Hà Nội. Đúng vậy, anh Hùng nói đúng đấy ạ. Trận này cân sức bởi vì mỗi bên có một lợi thế. Đôi Công Hải và Tuấn Anh lợi thế về kinh nghiệm, còn đôi Văn Tú và Tuấn Huy lại có lợi thế về sức trẻ, sự sung sức. Để xem trận đấu này kinh nghiệm hay là sức trẻ sẽ thắng đây. Điểm 12 đều. Cạch cầu luôn. Và cầu đáng tiếc của Tuấn Huy. Mười ba đều. Lại là một pha đánh cầu lỗi của Tuấn Huy. Điểm 14-13.
pha đánh cầu hai nhịp rất hay của Tuấn Anh. Ngay sau đó thì vận động viên Hải lập tức chàn lưới một pha bỏ nhỏ rất khó. Điểm 15-13. Ok anh Phan Công Hùng, anh hãy tag những người bạn của mình vào đây để có thể xem được cái stream này nhé. Cầu tấn công dồn dập, nhưng pha cầu cuối cùng thì cầu đi ra ngoài mất rồi. Anh Phát Phạm ơi, em chỉ biết tuổi của đôi vận động viên Huy và Tú thôi nha. Lê Văn Tú sinh năm 1998, năm nay 20 tuổi. Và vận động viên Lương Tuấn Huy sinh năm 1999 và năm nay 19 tuổi. Và đây là trận đấu giữa Hà Nội, là đôi gần màn hình đây, và Từ Sơn Bắc Ninh, đội áo đỏ. Ok chị Quỳnh, nếu như bạn không thể ra sân xem thì có thể xem qua stream của mình nhé. Anh ơi, bởi vì sáng đoạn cuối thì em phải ra bắt trọng tài nên là chỉ để máy đấy thôi, không bình luận được. Sáng nay cuối buổi sáng nay thì do nhân sự của đội trọng tài có một chút vấn đề nên là em đã bổ sung nhân sự cho đội trọng tài ngay lập tức. Vâng, OK anh Nam Kiều Long, đôi Hà Anh Mạnh Thắng đã xin bỏ cuộc trong trận đấu gặp ở vòng tứ kết khi gặp Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy. Đúng rồi đây em ạ, và cái đấy là chắc là có tiền thôi, nên là hai bên chỉ thăm dò nhau. Ok anh Hùng, thì giải đấu chất lượng như này mà phải nhiệt tình. Phát cầu ra ngoài rồi, cách biệt đã càng ngày càng lớn. 19-14, Tuấn Anh phát cầu. Tốt của Lê Văn Tú, tỷ số rút ngắn xuống còn 15-19. Đúng vậy, cổ vũ cho đôi trẻ đấy em ơi, cổ vũ cho Huy và Tú đi nào. Bỏ cầu tỉnh táo của Lê Văn Tú. Điểm 16-19. Chỉ còn 3 điểm nữa thôi thì tỷ số sẽ được cân bằng. Okay. Đánh rất đúng bài luôn. Huy và Tú lại ăn được thêm một điểm số nữa rồi. Ok, ok anh Tùng nhá, em sẽ chuyển lời. Anh Sơn ơi, anh Tùng bảo là anh Sơn cố lên. Hà Thanh Tùng.
anh Trọng Đạo ơi. Em không biết idol này dùng vật gì đâu. Em chỉ biết là vận động viên Lương Tuấn Huy đang sử dụng vật của hãng Lotus. À ok. Em vừa tiếp nhận được một số thông tin là vận động viên Nguyễn Công Hải đang dùng cây MX70 của Victor và vận động viên Nguyễn Tuấn Anh đang sử dụng cây Aatrox 88D của Zonex. Còn vận động viên Lê Văn Tú là sử dụng Zonex, còn dòng vật gì thì em không biết nha. Rất may mắn ta đọc cầu tốt của Tuấn Huy. Dòng co tấn công liên tục và đội số cũng không có tay chất vẫn có Tú và Huy rồi. Còn rất nhiều nỗ lực thì Tú và Huy đã giành được số và đã cân bằng được tỷ số là 19-19. Ok, xin giới thiệu với mọi người là cây vợt mà vận động viên Tuấn Anh đang đánh chính là cây vợt của vận động viên Nguyễn Quốc Học nha. Nhưng mà Học với anh thì sai sai rồi, đánh vợt của em đang bị thua rồi. Một pha phát cầu ngắn không đáng có của Tuấn Huy. Điểm kết thúc trận đấu thứ nhất 20-19, Công Hải phát cầu. Liên tục vào những pha tấn công rất tốt. Lại là 20 đều rồi. Ok ạ. Anh Bình Hoàng, em nghĩ là tay mà yếu thì đánh cây nào cũng khó. Tay khỏe thì đánh đều dễ hết. Quan trọng là mình phải tìm được. Quan trọng là mình phải cây vợt của mình. Quay trở lại trận đấu thì vừa rồi Nguyễn Công Hải đã ghi một điểm quan trọng giúp đôi của mình vươn lên dẫn trước. Một pha cầu rất may mắn của hai bên. Một pha cầu lưỡng lự của Tuấn Huy. Nhưng may mắn thay, cầu đã đi bật lưới. Ok Lâm. Thường thì Huy sẽ tâm lý hơn. Huy sẽ đóng vai trò là chủ công, sẽ đập nhiều hơn. Và Lê Văn Tú sẽ đứng lưới nhiều hơn. Trận 1 đã kết thúc rồi. Trận đấu thứ 2 bắt đầu. Rất đáng tiếc, cầu đã bật lại rồi. Ok đúng vậy. Chị Dâu đang đứng cạnh em đây anh ơi. Đây, đây chính là Dâu con. Cảm ơn anh Trùng Điếu đã xem livestream của em nha. Cầu liên tiếp. Còn một pha đập cầu uy lực, Tuấn Huy đã giành lại điểm cho mình. Tuấn Huy đập một phát là phải thay cầu luôn. Cầu rất hay. Ok,
Ok, em xin cảm ơn anh Trung Hiếu ạ. Ok, em vẫn sẽ quay góc này mà. Cài cầu cuối cùng rất khó chịu. Tám tám D là dòng vật mới hơn và ra sau dòng vật 77 nên là chắc chắn sẽ có nhiều cải tiến nha. Nếu như Quốc Học đang xem stream thì hãy vào trả lời câu hỏi của anh Jerry Kid nha. Còn theo em thì em nghĩ là điểm 4 đều. Và tấn công thẳng vào mặt, thẳng vào người. Và đập cầu rất tốt, cầu bật lưới. Ok, đã có anh Nguyễn Văn Hùng và bạn Quốc Học vào giờ giải đáp những thắc mắc của anh Jerry Kid nha. Quay trở lại trận đấu, điểm 6-4, Tuấn Huy phát cầu. Ôm, một pha chấm cầu rất khó của Tuấn Anh. Những ngày theo dõi đôi Tuấn Anh và Công Hải thi đấu thì mình nhận thấy là vận động viên Tuấn Anh có những quả chạm cầu rất khó chịu, cầu đi rất siết và sát lưới. Khoảng cách vẫn là 2 điểm, điểm 7-5. Một pha thủ cầu trên lưới rất hay của Công Hải. Mọi người hãy kết bạn với Quốc Học nha. Một pha đập cầu bay chú ý của vận động viên Lê Văn Tú. Ok. Cặp đôi Văn Quốc Học quảng cáo hơi lộ nha. Tại sao cặp đôi mà là 3 người ấy? Anh Hùng viết file này là tối nay phải làm một mini game đi anh. Mini game tặng quà đi. Đánh cầu vào lưới rồi. Anh Hùng quá. Đã vậy thì xin giới thiệu với mọi người Anh Hùng rất hay tổ chức các mini game tặng quà khuyến mãi, cho nên mọi người hãy kết bạn với anh Nguyễn Văn Hùng để anh Hùng tặng hết quà đi ạ. Những phần quà rất chất lượng.
Ép cầu tốt của Lê Văn Tú. Bắt cầm một rất nhanh. Vận động viên đang đi tới đó chính là Nguyễn Tuấn Anh. Vận động viên quay lưng lại chúng ta đó chính là Nguyễn Công Hải. Thế tôi có bình luận được rồi. Phải. Tôi bình luận cho. Đang bon mồm. Mấy trên tôi bình luận cho. Đang bon mồm. Bon gì? Anh ơi, đôi Hải Mạnh Thắng đua tôi thua đôi Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy, đôi áo hồng bên kia nhá. Đang 300 thế là cứ chặn kêu hết cả. Tụt bao nhiêu người? Đen. Cày. Điểm 11-9, Lê Văn Tú vất cầu. Đập cầu. Tấn công rất tốt đến từ Tú và Huy. Ok. Em đang bình luận trở lại đi. Tất nhiên rồi, Hoàng bình luận không ai hơi phí. Nhưng bên cạnh đó vẫn có một bình luận viên khá hay, đó là Trần Trung Thành. Bây giờ sẽ xếp 3 này, tiếp tục bình luận này. Bạn đầu có rất uy lực của Tuấn Huy. Bạn đầu có liên tiếp của Tuấn Huy. Liên tiếp là những pha đập cầu của hai bên. Không lại rồi. Và thủ cầu. Và thủ cầu may mắn của Lê Văn Tú. May sau đó cầu non nhưng Lê Văn Tú lại không tận dụng được cơ hội. Vồ cầu ra ngoài. Điểm số 10-13. Cách biệt vẫn là 3 điểm. Cơ hội là vẫn còn cho đôi Tú và Huy. Phát cầu hỏng đến từ Hải rồi. Điểm 14-10. Ok. Cầu này là cầu 3 sao Pro X nha. Cầu lại cạch vợt. Điểm 12-14. Cũng mong là sẽ có set 3. Nhưng đôi Hải và Tuấn Anh đang trở lại rồi. Cách biệt chỉ còn 2 điểm thôi. Rất khó để set 3 đâu. Đi chấp trận đôi là 2 set. Nguyễn Văn Hùng có kèo không ạ? Nãy tôi 2.7 ông ra cái quá hình tư điên vào cầu vào lưới. Tiếp tục ép cầu. Sáng nay cầu từ 170 250. Đôi Tú Huy lại đang trở lại rồi. Điểm 15-12. Rất điểm tốt, điểm 13-15. Kìa, ok, làm kèo kìa. Em hãy liên hệ với Facebook Trần Trung Thành nhá. Có bạn chung với anh đấy. Ok, xin cảm ơn Nguyễn Văn Hùng. Bình luận viên Hoàng Y The Best.
Thôi. Để em đúng. Tốc độ rất cao. Liên tục là những pha đôi công. Nhiều. Mười sáu, mười bốn. Cách biệt vẫn chưa phải là an toàn đối với Tú và Huy. Hải và Tuấn Anh lại rút ngắn tỷ số rồi. Điểm 15-16. Điểm 15-16, Tuấn Anh phát cầu. Tuấn Anh đã có một pha phát cầu cao và Lê Văn Tú đã tận dụng pha cầu đó để ép cầu lại. Không phải do cầu đôi chị ạ, cả hai đội vận động viên đánh cầu tốc độ rất cao. Hai đội vận động viên đều là tầm cỡ quốc gia. Ok, đôi giải nhất sẽ có phần thưởng là trị giá 50 triệu và 2 cây vợt Mizuno. Đôi giải nhì sẽ là 20 triệu và 2 cây vợt Mizuno. Và đồng giải 3 sẽ là 5 triệu và 2 chiếc áo Mizuno nha. Một giải đấu phong trào có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ. Với tổng trị giá giải thưởng lên đến 180 triệu. Tính các thứ thì quá đáng. Đây chỉ là điểm trao giải thôi. Hai giải nhất là 100. Đúng vậy. Anh Hải bay rất cao. Đội vận động viên Tú Huy đang rất quyết tâm. Nhưng Công Hải và Tuấn Anh không hề dễ ăn đâu. Cầu lại ra ngoài rồi. Tiếp vào những phát đập cầu của Lê Văn Tú. Ép cầu rất nhanh. Chuyển được về Tú và Huy rồi. Ok Trung Hiếu. Đôi Triệu và Hoàng Anh sáng nay đã thua đôi của Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy, là đôi áo hoàng bên kia. Anh Hùng ơi, đôi bên kia là Tú là sinh năm 98 và Huy là sinh năm 99 nha. Nào, Quốc Học hay vào đây là không để bắt kèo nữa nhá, vào đây để xem cầu lông thôi. Quốc Học chào bại tướng Vân Thanh đi. Để em chào hộ cho, em chào anh Vân Thanh nhá. Và đánh cầu hai nhịp rất hay rồi. Của Tuấn Anh hoặc là Công Hải thì đó, không biết. Một pha cầu rất kinh nghiệm. Pha đẩy cầu rất kinh nghiệm. 89. 19 đều. Có phải không? Đấy, có được 19 đều hay không đây? Liên tục ép cầu. Cầu ra ngoài rồi. Điểm kết thúc set đấu thứ hai 20-18 cho đôi Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy. Anh Thanh ơi, điểm là 20-18 nha. Cho Tú và Huy. Rất căng thẳng. Tú phát cầu. Yeah. Wow, set 3 rồi.
ok anh Hùng. Xin giới thiệu với anh Hùng là đang tiên là một trong những vận động viên của đội tuyển cầu lông trường đại học Tài nguyên Môi trường nhé. Ô, điểm đầu tiên trong trận đấu cuối cùng thuộc về đôi Tú và Huy. Thầy Hà đánh cầu vào lưới rồi. Liên tiếp đọc cầu. Ồ, sát người rồi. Sát người mất rồi. Cầu trong sân. Điểm 2-1 cho Công Hải và Tuấn Anh. Cầu vào lưới, hai đều rồi. Mặc dù đây đã là set đấu cuối cùng rồi, nhưng hai đội vận động viên vẫn liên tục đập cầu, liên tục tấn công để giành những điểm số cho đôi vận động viên của mình. Liên tục đập cầu. Tuấn Huy thủ hỏng mất rồi. Hãy cùng nhau chia sẻ livestream này đi ạ. Đây là một trận đấu rất hay, chất lượng rất cao. Đập cầu tốt của Lê Văn Tú. Đúng vậy anh Vinh ơi, đây là chung kết đôi nam nha. Đôi nào chiến thắng sẽ giành được giải thưởng là 50 triệu đồng và hai cây vợt Mizuno cộng với kỷ niệm chương. Ok anh Sĩ Trị ơi, đối Bắc Ninh không hề cóng nha. Đối Bắc Ninh đã chiến thắng là set đấu duy nhất. Okay, anh Hùng anh giúp em chia sẻ livestream này nha. Pha đánh cầu trên lưới đi ngoài sân mất rồi. Đôi Hà Anh mạnh thắng tôi đôi Tú và Huy chính là đội áo hồng bên này ạ. Và thủ cầu vào lưới rất đáng tiếc của Huy. Đội điểm. Bốn năm. Bắt lưới rất nhanh. Thủ cầu ra ngoài mất rồi. Nếu như pha cầu đó trong sân thì có thể đôi Lê Văn Tú và Lê Văn Tú sẽ mất điểm. Anh ok anh Kiều Huy Tưởng. Giải đấu này sẽ không tranh giải ba, sẽ đồng giải ba nha. Mỗi đôi giải ba sẽ nhận được giải thưởng là 5 triệu đồng và hai chiếc áo Mizuno. Rất quyết tâm. Nhé cầu nhưng cầu vẫn trong sân. Một trận cầu hay như vậy nhưng mà những ai mà không xem được thì tiếc quá. Hãy cùng nhau chia sẻ livestream này đi.
dài. Tiếp tục phong cầu. Đúng vậy anh ơi. Tôi mạnh thắng mà hai anh xin bỏ cuộc nhá. Cầu vẫn trong sân. Đôi công rất khéo léo, rất bền bỉ. Điểm 84, cách biệt đang là 4 điểm rồi. Đó xong. Nhưng để chắc chắn cho chức vô địch thì đôi Lê Văn Tú và Luân Tuấn Huy cần phải làm tốt hơn. Cách biệt cần phải xa hơn nữa. Mặc dù cách biệt là khá lớn, nhưng cặp đôi Tuấn Anh và Công Hải không hề bỏ cuộc. Họ đã ngay lập tức tấn công trở lại và rút ngắn điểm số xuống còn 3 điểm. Cả hai đôi vận động viên cố lên nào. Điểm 58, Tuấn Anh phát cầu. Lại là một pha cầu rất đáng tiếc cho Lê Văn Tú. Cầu bật lưới nhưng lại lộn về. Đập cầu rất cắm đến từ Tuấn Huy. Rất nhanh, tốc độ cực kỳ cao. Số hiện tại đang là 96, nghiêng về đôi Huy và Tú. Huy phát cầu. Chấm cầu vào lưới rồi. Hải đã chấm cầu vào lưới. Ở trong trận đấu quyết định như thế này thì những pha chấm cầu như vừa rồi là không cần thiết, không đáng có. Điểm 16. Một điểm số thôi thì hai đôi vận động viên sẽ đổi sân. Vào 11-6. Ồ, đôi công rất tốt. Điểm 12-6. Pha đánh cầu non của Lê Văn Tú rồi. Ngay lập tức thì đối Tú và Huy đã mất điểm. Lại là một pha đánh cầu vào lưới. Là đôi Tú và Huy nên đánh chậm lại và chờ thời cơ phản công. Điểm 82. Đánh lưới rất khéo, cầu rất sát, cực kỳ khó đánh. Điểm 92 rồi, cách biệt còn 3 quả. Ngay lập tức Lê Văn Tú đã đáp trả lại pha kéo cầu trên lưới cực kỳ khó. Có bắt lưới rất nhanh từ Lê Văn Tú. Điểm 14-9. Cách biệt đang càng ngày càng lớn. Tuấn Anh và Công Hải cần phải làm tốt nữa để cân bằng tỷ số và vươn lên dẫn trước. Rất tốt, Lê Văn Tú rất điểm. Điểm 15-9. Cách biệt bây giờ đã là khá xa rồi. Rất
điểm 15-9. Lê Văn Tú phát cầu. Bắn cầu ra ngoài. Tỷ số lô rút ngắn xuống còn 10-15. Tuấn Anh phát cầu. Tiếp tục thôi không? Chính là Lê Văn Tú. Cách biệt đã 6 điểm rồi. Nếu như không giành lại được điểm số này thì đôi Tuấn Anh và Công Hà sẽ rất khó để lật ngược được tình thế. Một pha đánh cầu không hiểu ý nhau. Lại cách cầu rồi, rất đáng tiếc. Điểm 12-16. Kề cầu rất ngắn. Nhưng pha đập cầu dọc sân liên tiếp ép vào vận động viên Tuấn Anh. Cuối cùng thì đã ghi điểm. Ngay sau khi mất điểm thì đôi Tú và Huy đã lấy lại được điểm 17-12. Và phản cầu rất tốt của Lê Văn Tú. Ép cầu cực kỳ nhanh. 18-12 rồi. Trong những phút cuối thì dường như sức trẻ đã thắng. Cặp đôi Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy đã phát huy được lợi thế của mình, đó chính là thể lực. Cầu ra ngoài rồi. Những phút thi đấu cuối cùng này, cặp đôi Tú Huy cần phải giữ cho mình được sự bình tĩnh, không được nóng vội. Đã đánh cầu vào lưới rồi. 19-13. Cặp đôi đến từ Bắc Ninh đã thấm mệt rồi. Những đường cầu không còn chuẩn xác nữa. Ôi, một pha đánh cầu rất đóng vội của Tuấn Huy. Cầu rất non nhưng Huy lại đánh vào lưới mất. Cầu vẫn trong sân. Ép cầu rất tốt. Điểm kết thúc trận đấu rồi. Dường như giải thưởng 50 triệu và hai cây vợt Mizuno đã thuộc về Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy. Về điểm kết thúc trận đấu nhưng Tuấn Anh và Công Hải vẫn chưa hề bỏ cuộc. Dường như pha cầu vừa rồi thì Lê Văn Tú đã hơi mất tập trung. Mười lăm 20. Cơ hội là vẫn còn cho đôi Tú và Huy. Trận đấu kết thúc. Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy đã chiến thắng sau 3 trận đấu 21-15.